Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị Phật tử, con tên là Ngọc Ngân, pháp danh Trang Thảo. Hôm nay, nhân dịp mùa du lan báo hiếu, con xin cài lên cha mẹ con hai đóa hoa hồng. Hôm nay, con xin gửi đến cha mẹ con cùng quý vị Phật tử một nhạc phẩm được mang tên Du Lan Nhớ Mẹ. Con kính chúc chư tôn đức cùng quý vị Phật tử thân tâm thường an lạc, vạn sự các tường như ý. Nam Mô A Di Đà Phật. Dù con đi suốt cả cuộc đời cũng không bao giờ cài bông